đèn định vị còn đẹp ạ. Tay thắng tay côn mà còn thắng gan nha mọi người. Tay thắng rất đẹp ạ. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog của mình nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng em nhé. Thì trước mắt anh em là con Yamaha Exciter 150. Tình trạng xe còn khá đẹp nha mọi người. Xe sản xuất năm 2016 ạ. Tình trạng xe là máy móc im zin. Đầu nồi là bao bít cho anh em luôn nha. Áo tem là đẹp liền lạc, xin đưa xe ạ. Hôm nay mình làm clip con xanh GB nha mọi người. Con đang nhám mình đã đăng rồi nhé. Tích hợp luôn đèn led xi nhan đằng sau đây anh em. Mình sẽ đi cận cảnh từng chi tiết cho anh em dễ hiểu rõ hơn xe này nha. Lốp máy xe này là nguyên zin cho xe tải. Chân cũng là nguyên zin ạ. Gắp là cũng đẹp luôn nha anh em. Đẹp nguyên zin nha. Dơ mọi người. Ốc tốt là còn màu luôn ạ. Ốc tốt là sắc cạnh ạ. Lớp chống cháy cổ bô là vẫn còn nguyên zin chưa sơn lại. Mình sẽ lên về ga cho anh em nghe tiếng bô và hơi máy nha. Cục cờ thắng là còn đẹp ạ. Tăng gấp là cũng ok nha mọi người. Theo đánh giá là xe này còn rất là tốt nha anh em. Đồ thì đẹp và ghi xe chưa sơn lại món nào ạ. Mâm này ạ.
giỏi à, còn Gino xe nha mọi người. Ngày 2 tháng 4 2016 nha. Trước xa là Gino xe một cặp luôn ạ. Giỏi là còn dày ạ. À. Còn xe còn rất mới nè nhé. Như phần lốp máy này cũng là nguyên zin chưa sơn lại ạ. Gang máy còn trắng nổi mọi người. Gang máy bên trong nè. Bên dưới là sạch sẽ khô ráo không nhớt nha đâu nghe anh em. Ga trắng bóc nha. Đầu số máy là 5C3D ạ. G3D4 ạ. Dạ, phục trước xe này cũng là nguyên zin ạ. Tuy là đẹp luôn nha mọi người. Giỏi trên xe là ngày 2 tháng 3, 2016 nha anh em. Về trước nha. Dạ, hộp là rất đẹp ạ. Hộp là không bị chảy xước gì đâu ạ. Cái đĩa xe này là xe đậu nhiều, cái gì đĩa hơi bị xét nha anh em. Chỉ bị dính ở ngoài nhẹ thôi nha, thấy dầu rửa ra nha. Xe này là mình lấy ngay trong tiệm cầm đồ luôn ạ. Vỏ bô là còn đẹp ạ. Chưa bị xét mục gì đâu ạ. Đầu lòng mình trắng phao em nhé. Tản nhiệt là mát là còn màu trắng. Mình sẽ quay dưới gầm, mình sẽ quay dưới gầm cho anh em xem luôn nha. Xin mở yên cho anh em xem ạ. Cả này có là nguyên zin chưa sơn lại mọi người. Bên sau là có đẹp ạ.
rung công tắc là còn rất mới nha anh em. Yeah, những lúc công tắc là biểu tượng là còn đẹp luôn ạ, chưa bị bay đâu ạ. Em lưu ý và cảnh báo công viên ạ. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của mình đến giờ phút này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.